Rồi xin chào mọi người nha. Thì hôm nay là Nam sẽ về thêm 20 cây buộc nai cho chiếc quay với kích thước là gắn như zin cho những cái chiếc quay lớn ha, hoặc là rim nữa đó. Thì chúng ta sẽ có được cái dòng này. Thì trước mặt mọi người đang là những cái hộp phuộc của hãng ISS. Thì phuộc này là phuộc chính hãng luôn nha, nhưng mà giá rồi nó rất là mềm. Rồi trước là Nam đã làm một cái clip rồi về cái phuộc này, mà lần này là Nam mới về thêm, tại vì hôm bữa là lâu lắm rồi, nó không có hàng nữa, không lấy được, nên là bây giờ nó mới có được cái là Nam lấy 20 cặp để bán Tết. Mà không biết số lượng này có đủ cho các anh em chơi nữa, nhưng mà trước mắt là lấy được 20 cặp. Thì một cặp phuộc như vậy thì giá của nó chỉ có 600.000 thôi ha. Thì hàng là hàng chính hãng của ISS, hàng của Thái Lan chứ không phải là hàng chợ, hàng Trung Quốc làm, hàng của Thái Lan đàng hoàng nha mọi người nha. Đó đây, đó của nó là màu vàng nai của quay, chiều dài là 335 mm. Bây giờ thì mình sẽ mở một hộp ba tính đi, đưa ba tính nha, mình sẽ mở một hộp cho các anh em xem. Thì cái phuộc này đẹp lắm, nó là 600.000 một cặp nha, với một cây nha, 600.000 một cặp, nhưng mà nó là đẹp lắm đó. Thì mình sẽ mở ra đó, một cây nè, nai nè, y chang cái nai luôn đó. Đó này là nai của Thái nha, hàng ISS đàng hoàng luôn đó. Này là hàng chính hãng nha, không phải là hàng phay. Đây made in Thái Lan nè đó. Thì các anh em chơi cái mức giá gọi là không thể nào là rẻ hơn được nữa, tại vì cái cặp một cặp mà 600.000 thì chúng ta là đi ra ngoài để chúng ta mua được những cái hàng gọi là hàng, thứ nhất là hàng giả hoặc là những cái hàng rẻ tiền thôi, chứ không thể nào mà lấy được những cái hàng này. Đợi rất lâu thì mới có được những cái cặp này cho các anh em, mình lấy được số lượng là 20 cặp nha, mới lấy về tức thì luôn. Hàng chính hãng của Thái. Thì một cái hộp của nó đây, xung quanh cái hộp của nó nè, rất là đẹp nha, hàng chính hãng của Thái Lan đó, hộp mã mã bì Thái Lan nè. Thì nó có quét cái mã code trên đây đó, một cặp là 600 đó, rất là đẹp luôn. Thì hàng chính hãng mà nó không có nhìn nó lơm cơm giống như là những cái hàng rẻ tiền rồi, hàng giả thì nó khác, còn cái hàng chính hãng nó khác. Đây bây giờ mình sẽ quay sát cho mọi người xem về cái cặp này đó, cái chân của nó này nó đẹp nha, sáng đó. Trên này nó có cắt cái chữ IDS luôn nè đó, gắn với trang zin đó, mã nó là 841 đó. Thì ở đây dưới đây chúng ta có thể tăng chỉnh dựa theo là cái nặng nhẹ chúng ta muốn đó, ta gạt qua bẻ khớp này qua thì cái khớp này nó sẽ giữ đó, nó ép lò xo lên nè đó, rất là hay luôn đó. Một cặp hai bên, một cái bên trái cái bên phải đó, ở trên đây nó sẽ có cái mã nha, mà đó mã của nó nè. Thì một cặp là 600 nha. Anh em nào cần thì có thể liên hệ với Nam qua số điện thoại là 090 234 8441. Thì nhúng cái này nhúng rất là êm luôn đó. Cái anh em mà tải nặng ký á, mà có đi cái này cũng rất là ok, rất giá, rất là sinh viên cho mọi người đó. Anh em nào cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại là 090 234 8441, địa chỉ là 99-3B đường Lê Lợi, xã Tân Thới Nhiều, huyện Hóc Môn đó. Rồi cảm ơn em rất là nhiều nha. À Phúc dạ, tới đó em lấy cái tờ giấy bảo hành của cái cuộc bên đây. Đây thì cái tờ giấy này là của cái lô trước đó, giấy bảo hành nè, công ty nè đó, đại lý nè đó. Thì cái này á, là chúng ta là sẽ được bảo hành 6 tháng ha.
đó. Nhưng mà cái lô này á, thì bên đi nó kêu là nó đã chết cái mã rồi này, nó đã lưu lại cái mã ở trong đây hết rồi đó, cho nên là cái lô này á, là chúng ta sẽ không có giấy bảo hành, mà chúng ta sẽ được dựa trên là cái mã của cái cặp phuộc nè, trên đây nè, thì chúng ta sẽ được công ty nó dò và nó ra được hàng qua chứng hạn hay không, và chúng ta sẽ được bảo hành nha. Rồi, ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hãy thông tin chi tiết Nam sẽ để bên dưới cái video này một lần nữa cho các anh em có thể xem. Rồi, cảm ơn anh em nha. 600 ngàn một cặp nha. Anh em ở xa thì gửi hàng có khoảng chừng có 40 ngàn thôi, 40-50 đó, tùy gần xa, giao tận nơi cho các anh em luôn. Anh em nào alo cái là có. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều.